Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng sách bonsai đến tham quan một số gian hàng chợ tại triển lãm sinh vật cảnh Bắc Giang đợt này 2022 các bạn. Triển lãm lần này rất nhiều tác phẩm đẹp. Không, em mới thấy chậu. Đây em mới cùng chú em về gần chục năm cho chậu này. Trong cái mùa em mới vật lại cái đêm mới rất ôm. Đẹp. Cái đơn nhà này nhà mình nhiều tiền không? Dạ, cái đơn giao lưu 7 triệu nhỉ? 7 triệu ạ. Vâng. Số điện thoại nhà mình là bao nhiêu nhỉ? Dạ, của em 0972 962 767 ạ. À, vâng, dạ, xin chào anh. Xin chào anh. Số điện thoại rất đẹp. Nhà vườn mình tên gì đấy? Dạ, nhà vườn em tên Nguyễn Tình ạ. À, nhà vườn Nguyễn Tình. Vâng. À, anh em nào thích những tác phẩm nào thì đừng ngại nhá. Thì anh nhấc máy điện vào số điện thoại của anh. Còn cây phôi này bao tiền nhỉ? Cây phôi em giao lưu 20 triệu anh ạ. 20 triệu, dạ. Cây phôi rất đẹp các bạn ạ. Đại rũ nhỉ? Dạ, chảy. Gian của mình là từ đây về kia hết à? Dạ, đây là của anh em hết ạ. À, vâng. Thích nhỉ? Cây gạo bao tiền trẻ bạn nhỉ? Cây gạo tiền ơi. Tiền ơi. Một cây gạo rất đẹp. Đẹp đây. Cây gạo bao tiền em? Tôi xem hết từ đây ra kia chưa? Xem ha. Anh bán ơi. Đi mang cái ô đi cũng đi đắng thế. Ô có đây. Trong xe có ô đây. Rất nhiều cây. Cây tùng này bao nhiêu tiền em? Dạ, cái tùng của gian bên anh ạ. À, gian hàng bên. Tùng đẹp. Cây đẹp. Còn cái nào cầm cho anh cái? À thế à, ừ thế thôi. Mời các bạn bớt chút thời gian đến với không gian hàng chợ của triển lãm Bắc Giang đợt này các bạn ạ. Rất nhiều cây anh em đang quy tụ về đây. Vì buổi trưa nắng nóng nên anh em thông cảm. Sách đi lướt qua một vòng để cho anh em cảm nhận. Đấy à? Lòng quý chưa? Tủng nha. Đấy. Khó có đối thủ nhá. Chơi nó phải chơi như thế này. Đẳng cấp. Yêu cầu của Tommy để làm việc để đây đi lâu chan đấy. Rất đẳng cấp. Đẹp không? Đẹp. Đấy, dưới đây các bạn ơi. Đấy lại so với con này rồi đấy. Con dưới này là một trong những con cũng con tối đây thân đẹp hơn nên tay cành cầm gừ. Con này tay cành đẹp. Rất nhiều cây quý đi anh em về vàng này. Theo chân mấy anh em Thái Nguyên đi săn cây hàng chợ. Anh đang ngắm được cây nào chưa? Chưa có cây nào nó vừa tầm tiền cả. À. Đấy. Chủ nhà say lắng hết rồi, chủ vườn say lắng hết rồi, đi ẩn hết rồi. Đương nhiên là cũng không cập nhật được về vấn đề thông tin chi tiết về cây cũng như về giá cả, các bạn thông cảm nhé. Rất nhiều cây quý. Chào anh em nhá. Anh em bán được nhiều cây chưa? À đây. Mặt đằng trước cũng đẹp chưa ạ? Vâng. Rất nhiều cây. Nhà vườn mình ở đâu đến mang cây đến nhỉ? Ở Nam Định ạ. À, anh em Nam Định ạ. À? Bốn chục.
58 vậy. Cây này 40 à? Triệu một cây tục này các bạn. Số điện thoại nhà vườn này nhá. Nhà vườn mình là gì nhỉ? Dạ em cường Quốc Cường đây là à, Quốc Cường đây à? Dạ. Mình là kênh sách bonsai. Mời anh em vào đăng ký kênh để xem được kênh nhá. Anh em nào thích những tác phẩm như này đừng ngại, hãy nhấc máy điện vào số điện thoại của anh Cường để biết thêm thông tin chi tiết của tác phẩm cũng như về giá trị của tác phẩm nhé các bạn. Tục đẹp quá. 320 triệu cho một tác phẩm tùng La Hán. Cây rất to. Đẹp quá nhỉ. Nói chung hàng trà đợt này là đa số là những cây tương đối là kỹ các bạn ạ. Chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Sách bonsai xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình sau. Xin cảm ơn.